nhằm tiếp tục chắp cánh ước mơ cho những mảnh đời bất hạnh trên địa bàn tỉnh. Chương trình Ươm mầm khát vọng số 23 đã đến thăm gia đình của anh Nguyễn Văn Thiêm, ngụ tại khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Hoàn cảnh của gia đình anh Thiêm vô cùng khó khăn và cả hai vợ chồng anh đều làm công nhân, công việc không ổn định. Tuy nhiên anh chị cũng gói ghém đủ ăn, đủ mặc cho cả gia đình và hai đứa con thơ, một gái và một trai. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có nhiều điều không như ý muốn và đau khổ. Bởi con trai của anh, cháu Nguyễn Huy Hoàng không may bị ung thư máu bạch cầu cấp, dòng lympho ngay từ lúc mới 3 tuổi. Dù đã trải qua 5 đợt vô thuốc hóa chất trị liệu, nhưng hiện tại sức khỏe của cháu Hoàng vẫn rất yếu. Từ khi phát hiện bệnh đến nay, tổng chi phí điều trị cho cháu Hoàng lên trên 2 tỷ đồng. Nỗi đau và sự khó khăn không dừng lại ở đó. Sau khi cháu Hoàng bị bệnh, vợ anh Thiêm đã phát bệnh sỏi thận và bị ung thư vú đã mổ một lần. Hiện tại, tất cả chi phí sinh hoạt, điều trị bệnh cho vợ và cháu Hoàng đều phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu nhập của anh. Và mới đây, gia đình anh Thiêm lại bị thêm một cú sốc vô cùng to lớn. Một nỗi đau lớn tột cùng khiến vợ chồng anh Thiêm gần như gục ngã khi đứa con gái đầu lòng của anh đang học lớp 8 không may bị tai nạn giao thông và mất đi hồi tháng 9 năm 2023 vừa qua. Mất thêm một đứa con cũng đau, nhưng mà bây giờ cuộc sống mình vẫn phải tiếp tục sống, mình cũng phải cố gắng để vượt qua, phải lo cho cháu trong khoảng thời gian tiếp theo. Ngay sau khi thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và động viên tinh thần của gia đình, các thành viên của chương trình Ươm mầm khát vọng số 23 đã ân cần động viên anh Thiêm cùng gia đình, đặc biệt là cháu Hoàng, cố gắng vượt qua khó khăn và nỗi đau bệnh tật. Chương trình đã trao hỗ trợ gia đình anh Thiêm, cháu Hoàng số tiền 20 triệu đồng. Chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đồng hành với chương trình cũng đã có nhiều phần quà thiết thực trao tặng gia đình anh Thiêm để có thêm điều kiện chăm sóc và điều trị bệnh cho vợ và con trai anh tốt hơn.